Đức Anh. Quá. Xin mời các bạn đến với kèo ba ba sản các bạn. Phía bộ ba bên đây thì bên trái là Diệt Anh, bên phải Sệ và chuyền hai là Hiếu Học. Phía bộ ba bên kia lưới thì có Quỳnh Ngáo, Đức Từ Thiện và Đường chuyền hai. Rồi điểm không không, máy chạy. Được anh. Được anh. Quá đẹp, trên trắng luôn rồi. Điểm đầu tiên cho phía anh Việt Anh. 1-0. Được. Điểm 1 đều cho phía bên Quỳnh Ngọc. Chào mừng Túc. Điểm cho phía bên Quỳnh Ngọc. 2-1. Quá hay. Và phá bóng ăn điểm trực tiếp của Quỳnh Ngáo. Điểm 3-1. Phá bóng ra ngoài. Điểm cho phía anh Phi Canh. 2-3. Có bóng ra ngoài của Sệ. Điểm cho phía bên Quỳnh Ngáo. Quỳnh Ngáo. 4-2. Không qua trắng của Đức rồi. Điểm 5-2. Khoảng cách bây giờ là 3 điểm. Vẫn còn. Tiếp tục điểm cho phía bên Quỳnh Ngáo rồi. 6-2. Không qua tay trắng luôn rồi. Dẫn ra điểm cho phía bên Quỳnh Ngáo. 7-2. Cách quá xa, 5 điểm rồi. Quá đẹp cái đường y. Điểm 3-7. Ngoài.
ống ra ngoài của mình ngắm. Điểm 4-7. Điểm 8-4. Vẫn còn khoảng không. Những cái điểm cho phía bên Huỳnh Ngáo nha các bạn. Điểm 9-4. Quá hay cho Hiếu Học. Điểm 5-9. Vô không được à. Tiếp tục là điểm cho phía bên Việt Anh. Điểm 6-9. Quá hay. Và bóng ăn điểm trực tiếp của Sài. Điểm 7-9. Khoảng cách rút được ngắn còn 2 điểm ngắn các bạn. Điểm 7-9. Quá quá đẹp cái đường đi rồi. Điểm 10-7 cho Huỳnh Ngáo. Có bóng ra ngoài. Điểm cho phía bên Việt Anh. 8-10. Điểm số tự ngắn các bạn. 9-10 cho phía bên Việt Anh. Bóng ra ngoài. Điểm cho phía bên Huỳnh các bạn. Điểm 11-9. Điểm 10-11. Ủa? Điểm 1 hay hả? Ủa nhớ nhớ. Nhớ điểm 10-11. Quá hay, pha bóng của Huỳnh Ngọc. Bởi vì nó không chiến dụng. Không.
Đó là pha tập bóng của Diệp Anh. Điểm 11, 12. Bóng quá nhanh nhưng mà nó tiếp bóng ra ngoài của sảnh các bạn. Đến 13, 11. Quá hay. Điểm 12, 13. Chờ phía bên Việt Anh. Lại là pha bóng ra ngoài của sảnh. Điểm 14, 12. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm cho phía bên Việt Anh. Điểm 13, 14. Quá đáng tiếc cho pha phá bóng rồi của Sài, bóng không qua lưới. Kết thúc set đấu thứ nhất phía bên Quỳnh Ngọc thắng các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.